Hôm qua, tại tòa nhà Creative City số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo phát động chiến dịch tắt đèn bật ý tưởng 2016 với thông điệp hãy tiêu thụ và sử dụng năng lượng có trách nhiệm. Với sự xuất hiện của ba đại sứ, Hoa hậu Lan Khuê, vlogger JV Evermind và thủ lĩnh trẻ Hoàng Đức Minh cùng sự góp mặt của rất nhiều báo giới, nghệ sĩ đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Các đại sứ và các khách mời đã tham dự một số hoạt động môi trường ý nghĩa như lắp ráp mô hình chai mặt trời, trang trí bóng đèn nhằm khuyến khích mọi người, đặc biệt là giới trẻ có những hành động thiết thực vì môi trường. Với mong muốn rằng qua năm nay và qua chiến dịch 2016 thì mình sẽ giúp cho mọi người hiểu hơn và ý thức được hơn việc phải tiết kiệm năng lượng như thế nào và tại sao mình phải tiết kiệm năng lượng, thì đó chính là điều mà tôi quan tâm. Chiến dịch tắt đèn bật ý tưởng 2016 sẽ là nơi kết nối các nhóm, câu lạc bộ, tổ chức thanh niên hành động vì môi trường cùng chung tay vì mục tiêu chống biến đổi khí hậu. Tắt đèn bật ý tưởng 2016 hứa hẹn sẽ là một trong những sự kiện quy mô, tầm cỡ về vấn đề ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Hãy theo dõi và đồng hành cùng chiến dịch để tạo nên sự thay đổi trong nhận thức cũng như hành động của mọi người đối với các vấn đề về môi trường.